sao chảy không? Cọ rất là lâu mọi người ạ. Làm đầy đủ luôn ấy. Cọ ra qua nước sạch nữa chứ. Nước suối sợ nó ăn đau bụng mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ tách đôi hai cái này ra làm hai phần nhá. Một phần sẽ là anh em mình sẽ ăn sống luôn. Một phần anh em mình sẽ làm trần trần cho nó hám một miệng trần làm gỏi à. Em thích phải chén luôn. Đấy, tao làm hai món. Tao làm hai món. Đấy. Trần qua một phát đấy, con này thử. Trần qua một phát, còn một xem con nào thử lưỡi cho đây trần. Đấy, còn những con mà kia ấy sẽ ăn sống chấm mù tạt luôn. Mù tạt xì dầu luôn. À nào từ từ. Hôm nay sẽ làm món nộm với lại gọi là gì nhỉ? Gỏi sò huyết và gọi nộm như sò kiểu, huyết. Như kiểu hàu đấy anh. Ai chắc cũng ngon đấy. Con kia to thì ngon nhiều, con kia nhỏ thì ngon ít. Ai nó thổi bong bóng luôn nhỉ? Nóng. Đang kêu ôm ấy. Ai. Rồi, thế thôi. Ui à. Nó chưa kịp há mồm. Người đấy có nghe thấy cái gì nó nổ không? Trời này, trời không mưa được đâu. Hôm nay nó cứ nắng trong này. Đấy, bây giờ nhá. Lấy cái này, cho từ từ cái này ăn sống. Sẽ cho vào đây bóp gỏi đã. À bóp nộm. Bóp nó ra. Đấy, thấy chưa? Bỏ một kia đi thôi nhá. Úi chà, ngon lắm mọi người. Đây. Vẫn còn sống nguyên nhá, mình chỉ đổ nước sôi để cho nó đấy thôi. Sao cứt con này như kiểu cứt con chim non ấy nhỉ? Cứt đâu? Làm gì có cứt? Sao mà nó cứ đỏ trong lêu nè? Thế mới gọi là sò huyết. Nhiều gà bị đi kiết này. Nhẹ nhỉ? Thế mới gọi là sò huyết. Thế là huyết à? Anh ơi, máu tơ lêu luôn này. Sò huyết nó chả thế. Cái này cũng là sống. Đặc sản à? Đặc sản đấy, đắt lắm đấy, mình không biết à. Thằng nói chung là con này ở mình không có, cho nên là mình không biết là nó có ngon không, nhưng mà chỉ biết là nó đắt thôi. Mà một phần là sẽ gỏi nhá, là nộm nhá mọi người. À bây giờ từ cho một ít ít xả này. Xả đây. Đấy. Một ít hành khô này. Đây là hành tươi. Hành tươi. Hành khô, hành tươi các nhìn nhau. Rồi, một ít xoài. Một cà rốt. Một ít cà rốt. Một ít hành tây. Đấy, dưa chuột. Nhiều à? Quan trọng nhất là nước ra đây. Đây này mọi người. Có thể pha với nước cốt chanh nhá. Nó vừa thôi, nước cốt chanh này chấm. Chua, sao nó chua. Đi. Không biết ngon không nhỉ? Hay cho em nếm vát nhỉ? Nếm thử xem vừa chưa? Vừa chưa? Chua. Chua mới ngon. Leo. Đây. Trộn lên. Cái này xem với à? Từ từ cho mọi người xem nó như thế nào đi đấy. Đấy. Trời. Ngon đâu vậy nhỉ? Siêu ngon. Ai? Tiếp đến món thứ hai. Quan trọng nhất là mùi tạt wasabi. Để nước chanh. Em nặn vào nhé. Thôi ông nội. Mùi tạt xanh này là mùi tạt cay lắm đấy. Sốc ăn rồi nó mới sốc đấy. Ăn rồi nó mới sướng. Quánh lên. Quánh lên. Trộn lại một lần nữa. Ngấm đều gia vị. Hấp dẫn không? Ui.
hấp dẫn không? À, nhìn màu mè nhỉ nhỉ. Cái này phải cho thêm một ít bột ớt vào rồi mới hấp dẫn chưa? Ngon như. Mọi người thấy thế nào? Đỉnh không mọi người? Quá đỉnh, quá đỉnh luôn. Ôi, mưa. Mưa mà. Mưa, mưa càng mát. Đấy. Lúc nãy thì nắng này là món này là sống nha, ăn sống nha. Bắt đầu thưởng thức. Lần đầu tiên mình ăn cái món này đấy. À, nếu mà để mà nói cái con hến ở chỗ mình ấy, khoảng tầm một yến thì mua được một cân của con này, một yến à đâu không đến hến ở chỗ mình với con trai trai có 15-20 nghìn một cân thôi. 15 nghìn cái loại 20 nghìn là to ấy. 15 nghìn thì một yến mới là 150, 30 cân mới được mua được một cân của con này. Mời tất cả mọi người nhé, chắc là ngon lắm, chắc là ngon lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Giòn nhỉ? Giòn nhỉ? Anh gần như không nhưng mà giòn hơn mọi người ạ. Giòn chút chút luôn. Ê, anh ơi, để em thử chấm mù tạt quá. Được đấy. Ăn nó giòn giòn nhưng mà cũng không ngon lắm nhỉ? Ngon đấy, giòn giòn thế còn ăn sống sướng tôi rồi. Mấy cái con này nó không mời mà đến nhỉ, cái nó tại biển ấy, thế là nó kích thích. Đồ biển nó hơi tanh nhưng mà thật ra là nếu mà để mà ăn sống như thế này cũng không tanh lắm đâu, ngon đấy. Mà ngon nhỉ. Ê, em cho kèm miếng dưa chuột nhá, dưa chuột này, miếng này. Kiểu ăn sống này nó không đời lắm nhỉ. Thử ăn hẳn một con sống hẳn nhá. Mình sẽ bóc một con sống hẳn ăn. Ngon lắm. Đây, một con sống hẳn đây. À, dưới mù tạt vào nào. Dưới mù tạt đây. Tấm nhiều vào. Wow. Giòn nhanh nhỉ, sưng sưng nhỉ. Ăn cả cái gốc này nữa. Nó mới chụt chụt. Ngon không? Ăn sống ngon không? Ngon, chật chật. Để em ăn thử một con nhé. Sau đây mình sẽ ăn thử một con đầu tiên. Tại ra này. Bệnh ra. Cái này nhiều cắp cắp kẹp đấy nhỉ. Kẹp ra. À, dúng chanh, dúng chanh. Không, đừng dúng chanh. Dúng. Tái mất. Ăn cái, ăn cái này phải dúng chanh ấy. Ui, chùa ấy. Xong bắt đầu dưới này lên. Giòn, giòn nhỉ? Sống giòn hơn đấy. Ngon hơn, ngon hơn. Ngon lắm rồi ạ. Nhưng mà mùi tạt sốc quá. Sống giòn hơn ạ. Chúng là món này cũng được. So với món gỏi của anh em mình thì mình vẫn khoái gỏi hơn. Nhưng mà cái món này so với hến thì gấp 30 lần quá kém nhỉ. Nói chung là ngon hơn con hến thật. Nhưng mà để mà giá trị mà gấp đến 30 lần thì hơi gì nhỉ? Hơi quá đà. Để mình nhớ rõ xem bao nhiêu tiền một cân. Mình nhớ không nhầm ấy thì là 300 hay 400 nghìn một cân gì đấy. Tầm đấy. Ngon đấy. Nếu mà nhớ kỹ. Ăn nó giòn lắm nhỉ. Giòn nó nào nhiều nhá. Hay con này đem nướng nhỉ? Nướng á? Anh kiếm củi cái này nướng luôn này. Không, không bị nướng. Không bị nướng. Ăn sống này nó kiểu như là hơi tanh tanh, hơi kia ấy. Nướng than như kiểu bọn nó nướng ấy. Hay một nửa này là để ăn sống, còn chỗ này nướng. Tao phải nướng ra đây. Cái này thì ăn sống. Làm vài con nữa thôi. Thật ra mình cũng không thích đấy lắm. Cứ phải, nếu mà như người khác là cứ phải ăn cố. Anh em mình cảm thấy cái gì ngon thì mình sẽ đấy. Sau đây là anh em mình sẽ
ăn một hai con nữa thôi để cho biết hương vị thôi. Còn mình sẽ đem về lấy cái lò của mình ra đặt lên nướng. Người ta bảo nướng ăn ngon hơn. Hôm nay anh em mình sẽ về thử nướng xem sao. Nhìn thì đẹp mắt đấy, huyết đấy, đỏ ấy. Nhưng mà hay là cho anh em mình ăn sống nó thế nhỉ? Đúng không? Nhưng mà có ai ăn sống nó được không? Có chứ. Mọi người ăn sống món này bao giờ chưa? Nói chung là cũng tạm tạm rồi. Thì anh em mình là ăn sống đầu tiên đấy. Không biết, cứ tại vì thấy những cái món này nó đặc sản ở kia, thế nên là mình suy nghĩ đến một điều trước tiên là ăn tươi nó sống nó. Còn cảm thấy nó không ngon thì anh em mình vậy là về chế biến, gọi là nướng nó lên. Bây giờ nướng chiêu cay luôn. Mang về nướng chiêu cay anh ơi. Nói chung là căn bản của trời cũng đang mưa sấm sấm rồi, mọi người nghe tiếng sấm hôm nay đó. Thế nên là bây giờ anh em mình sẽ đem về chế biến lại, tí nữa mọi người sẽ được xem anh em chế biến món này và ăn như thế nào nhé. Nếu mà nướng đi nào, đưa cái kia đây, cầm về tí đồ này, tí nữa lên lấy cho tớ ở đây nhá. Về nướng nó lên chứ thật ra không ngon mà cứ lại bảo là ngon thì nó dối lòng lắm. Đi anh em mình về đây ăn tạm được rồi, nếu mà ăn sống anh em mình phải mang về để nướng siêu cay cho mọi người nhá. Ê. Ui chà, ngon đi. Thơm nhỉ. Anh cho bơ à? Anh cho bơ à? Không, cứ thế nướng thôi. Thơm đấy. Thế nướng thôi. Mày thử xem nào. Ăn được rồi hả? Ăn được rồi, chín rồi. Thấy vẫn màu trắng mà. Ừ. Chín rồi. Thử một con mà bệnh rồi nhé. Ừ. Nói chung là anh em mình ăn sống thì cảm giác thấy nó không ngon lắm, thế nên anh em mình quyết định sẽ là nướng nó lên mọi người ạ. Đấy. Ui. Phùi nước đấy. Ui à. Chà chà. Vẫn đi làm mọi người nha. Đây để mọi người ngon nào. Sỏ huyết nhưng mà nướng lên nó không thấy đỏ lắm nhỉ. Ừ. Ngon đấy. Thơm. Nhưng em thử cái con chưa bách sẵn này. Ok. Rồi. Rồi. Nói chung mình sẽ thử xem là nó ngon hơn cái lúc kia không nhá. Nóng 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 nóng. Hot hot hot. Ây da. Siêu hot. Đây. Ui chà. Cái con chưa bách này ngon hơn cái con bách rồi. Ui. Cái con mà mở rồi nó mất nước rồi nhỉ. Nó xem nào. Ui. Nó lớn bao nhiêu ấy. Tại vì mình xem thấy người ta bảo nướng không thôi. Thế ra mình cũng nướng không. Ngon nhỉ. À, thơm nhỉ. Thơm. Ừ, nó vẻ thơm hơn. Thơm nhỉ. Ừ. Cũng được. Nói chung là ăn tạm thôi. Mình không thấy cái món này nó ngon ở đâu mà nó sao nó lại cái giá nó lại cao như thế. Đấy. Ừ. Nói chung là tạm tạm thôi. Nhưng mà hay ăn được. Hay là anh em mình mua bị đắt nhỉ? À, ừ. Chắc là trên núi xuống phố nghe nghi ngờ lắm. Hớ rồi. Đang bị hớ rồi. Chỗ mọi người là mọi người ở biển cái thịt cái con này là bao tiền một cân mọi người? Anh em mình không nhớ rõ, hình như là mình mua là đến 300-400 nghìn này, 499 nghìn à? Hay 399 nghìn? À. Đấy. Ừ, đúng rồi. 399 nghìn một cân. À không phải, hay là 299 này. Mà 299. Nói chung tầm đấy là nó cũng là đắt lắm. Để mà so với giá cả của con này ăn như thế là mình thấy phí phạm lắm. Ngon đấy. Là anh em mình không biết chế biến. Cũng ăn được. Chị không chắc, ăn được thì chắc anh em mình không biết nấu rồi. Không ăn được mà. Như một con hến. Này, không khác với một con ngao. Con ngao 20.000 một cân trở từ biển về trên mình bán 20.000 một cân. Chả khác gì. Nhỉ? Ừ. Con hến ăn cũng gần giống rồi. Anh nhỉ? Ừ.
Nó chỉ ngọt hơn một tí. Sật sật một tí. Ăn sống giòn giòn. Ừ. Ăn chín dai dai. Chứ nó có gọi là gì đặc biệt lắm đâu. Đặc biệt hẳn thì cái ô thôi. Ừ. Chó chó. Ui, phải nước luôn. Anh thử chấm mù tạt xem ăn có ra gì không? Từ lúc tao cần chấm mù tạt đấy chứ. Em không chấm. Thế thôi. Chấm nhiều à. Ai à? Thì không phải gõ nhiều ra ăn đi. Ừ, ngon thế. Ừ. Ừ. À! Trướng, chấm phải nhiều vào. Chấm nhiều vào khoắng vào, lấy cái xanh xanh này này mà chấm này. Ui, nó lên đấy. Ui, nó lên đấy. Lên. Cái ạ. Kiểu như là lên. Bắt lên đây luôn này. Đây. Hờ, xấu quá. Đấy, tao đố mày dám ăn miếng này đấy. Đấy. Bao nhiêu tiền? Hả? 20. Chủ khoản này có em về tổ tiên luôn. Tổ tiên gì? Có tí. Không, anh ăn đi, em cho 20. Đâu, tiền? Nợ. Nợ cứt. Tiền bạc phần mình ái tình dứt khoát. Tiền. Không mang tiền đi. Tao vùng tay quá. Ờ, được. Nhớ nhá. Không, vùng tay đó lắm nè. Tao vùng bắp. Ờ, vùng bắp được. Nào, vùng trước. À, không, anh ăn vùng trước. Hả? Ăn hết đi à? Ăn kiểu gì tao cũng ăn nhưng mà mày sợ mày chuồn. Ê, nào, phải không mày. À, thế thì tao phải giữ. Tao giữ tay lại đã. Đây nè. Được, mình sẽ làm quả này. Gọi là hơi hơi căng thẳng đấy. Không được vẩy đâu nha. Không vẩy. Muốn cái chạy thì chẳng hạn. Anh từ từ thôi. Thở đều quá. Thở đi, thở đi. Ai lại nuốt đây à? Gặp nút. Rồi hết rồi. Này chứ sốc. Anh kẹp em từ lúc nào. Bố viên à. Đau. À, bỏ cái tay cho tao búng vào tay kia đi. Thôi em xin lỗi anh. Nào thích chỗ nào? Dày thịt này. Ít thịt này. Dày. Dày à? Cá với đại cà. Lần luôn. Tự nhiên ăn con này ngon thật đấy. Hay là có con ngon đấy nhỉ? Kiểu anh nướng con đều, con không đều ấy. Ừ. Con này, tao vừa ăn dính một con ngon cực. Con này em nghĩ ngon này. Ngọt lắm. Thật 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 cơ. Ê con này nước này không ngọt. Anh đừng quá. Ừ. Phải không? Không. À. Nói chung là không ngon lắm mọi người. Thế mày chén lên nhanh rồi. Thì nói chung là mình bảo là không ngon lắm nhưng mà cũng gọi không ngon lắm, gọi là ngon. Ngon nhưng mà không ngon lắm đấy. Ngon lắm anh mua quần đế về mà ăn. Okay. Ui gỏi tôm hùm bông. Ui ngon nhỉ. Ấy anh mua đi, anh gỏi cua hoàng đế đi được đấy, anh gọi mua.